Hello, chào mừng tất cả các bạn đến kênh YouTube Sách Tara của các mình nha. Hôm nay rất vui được gặp các bạn ở video lần này. Lần này mình sẽ không làm clip Tara mà mình sẽ làm clip kiểu Vân đi top nha anh em. Cũng lại là vị tướng đi top, nhưng mà lần này tại mình gặp đối thủ rất là nặng ký luôn, Florentino luôn nha anh em. Nên mình chọn vị tướng Triệu Vân để khắc chế Florentino nó dễ hơn nha anh em. Cái chất tướng của Florentino là nó chỉ sợ những con tướng một miễn khống chế, hai là sốc đam để có thể kết liễu nó trong vòng một chiêu thức hoặc một combo nào đó nó sẽ sợ. Còn những vị tướng mà giống như Tara nó cấu rẻ, nó nhảy nhảy một hồi là Tara không có đủ độ duy trì với nó nha anh em, không đủ độ sát thương để giết nó, tại vì nó khi nó nhặt hoa nó được miễn thương á, nên là rất khó chịu luôn. Nên là vị tướng Triệu Vân vừa có sốc sát thương vừa lại vừa có cái nó tốc biến khá là nhanh luôn. Triệu Vân vừa sốc sát thương vừa lại có miễn khống chế nữa, nên là rất thích hợp để mình chơi với Florentino anh em. Florentino thật sự mới vô cũng chơi không lại mình luôn nha anh em. Có lẽ là Florentino này chơi cũng hơi non tay nên là cũng hơi yếu yếu, chứ mà nếu Florentino chơi hay thì có lẽ là cái thế trận nó cũng đã khác rồi anh em ơi. Nhưng mà thật sự nếu mà solo 1-1 dùng một trong combo chiêu thì có thể là Triệu Vân cũng chơi khá là ổn đối với Florentino nha anh em. Mình lên cooldown mình đập nó cái là có thể là hơn nửa cây rồi, nó sẽ không kịp hồi máu đâu anh em ơi. Gặp chiêu 1 mình được miễn khống chế nữa nên mình chơi con này cũng khá là ok. Và đặc biệt một điều là mình đem cái bột phá để mình có thể kết liễu nó trong một combo luôn nha anh em. Chứ nếu mà mình đem cái tốc hành hay tốc biến hay là gì đó thì mình có thể là cơ động hơn một xíu, nhưng mà mình có thể là trong combo mình không kết liễu được nó, có thể là mình hết chiêu thì có thể nó sẽ kết liễu lại ngược lại mình nha anh em. Ok, mình sẽ phụ tay mình đang coi kinh công này. Giết nó luôn anh em ơi. Không được rồi, không ổn rồi anh em ơi. Tú này có lẽ mình sẽ chạy. Chơi Triệu Vân thì anh em chơi theo cái phong cách là ví dụ như là dứt khoát nha anh em. Nếu một mình nhảy vô mình dùng một combo có thể kết liễu được nó thì mình chơi, còn nếu mà không đủ combo không đủ kết liễu nó thì tốt nhất nên quay lưng là chạy, đúng không? Đợi hồi chiêu rồi mình bay vô mình chơi tiếp nha anh em, đừng có nóng mà hổ báo mà đứng giữa dòng địch đánh thì xác định, còn đứng này đợi thôi bạn. Trời ơi, nó lại chạy thoát rồi anh em ơi. Ok, bạn đầu cho mình rồi nè. Mình phải chạy cho thoát Butterfly mới được. Ok, dưới theo đây bạn. Đó, mình chơi theo cách hết chiêu thì cứ chạy anh em ơi. Đợi có hồi chiêu mình quay lưng lại nè. Có anh Ti nè, bữa. Mạng thứ hai cho mình nha nè. Nói chung thì có chiêu thì cứ, có chiêu nào xài chiêu đó nha nè. Chơi hết chiêu thì nhớ phải chạy, chứ đừng có đứng ham hố mà mình chơi hổ báo cao tròn là mình chết. Mình phải hết sức bình tĩnh khi chơi vị tướng này nha anh em. Tại vì phong cách chơi ngày xưa của Triệu Vân là chơi phong cách lên đồ thủ á, mình chơi theo phong cách thủ, còn phong cách hiện nay thì mình cứ chơi theo kiểu sát thủ thôi. Nên là mình phải nên toàn là đam không, nên là mình phải chơi theo cái kiểu mà chiến thực, chứ không thể nào mà hổ báo cáo tròn được. Mình chơi cứ chơi theo combo thôi, đủ còn combo thì mình chơi, còn hết combo thì mình chạy anh em. Rồi xong rồi, xong rồi. Lo soạn đồ cái mình quên để ý làm hai bạn nó phục kích mình rồi, không kịp trở tay luôn anh em ạ. Còn Valentino nó hất tung mình rồi, thêm con bít Butterfly nó 3-1 rồi, khá là xanh luôn, nó vét mình một cái không thể nào đỡ rồi của anh em ơi. Ok, thua cây này ta bày cây khác nha anh em. Coi mình sẽ gắng gỡ lại. Nhiều lúc quá chơi mà bị nó ép quá mình sẽ nóng mất khôn anh em ơi. Chơi mà nóng quá là chơi ngu luôn à. Ok, cứ farm thôi anh em, tập trung farm để mình xanh lên là mình mới cân đối thủ được. Chạy đi bạn, chạy hộ bạn ơi, chạy hộ bạn ơi.
Thôi thôi còn quay lưng lại nữa bạn ơi. Đó, cái pha đó là nhờ cái cú bột phá nha anh em. Nếu không có bột phá là có thể là mình nó bị nó kết liễu rồi. Rất là may là mình trắng máu luôn, nhưng mà bột phá kịp thời là mình đã được kết liễu được nó nên được hồi được máu nhất định rồi. Ok, ba mạng cho mình rồi anh em. Chơi Valentino thì mình lên cái cây đao chuyên hồn đầu tiên để mình giảm cái lượng hồi máu của hồi phục của nó lại nha nè. Đặc biệt chơi với Valentino mình phải có đôi giày kiên cường nha anh em, để cái miễn giảm được cái độ khống chế của nó. Khi nó hất tung, nó lụm hoa, nó hất tung mình lên rất là khó chịu luôn, mình không ra chiêu được luôn nha anh em. Nên là mình lên đôi giày đầu tiên, trước tiên mình nên có đôi giày. Riêng Triệu Quân thì mình lên cây đao tri hồn trước vẫn được, tại vì nó có chiêu một á, nó được miễn khống chế nên là mình lên cây đao trước cũng được. Rồi xong rồi, mình tính tham cái mạng đó, tính tham cái trụ đánh xíu rồi chạy, mình bật chiêu một chạy mà ha, chạy không kịp luôn em ơi, con kia nó chặn cái đầu mình luôn rồi. Rất tiếc cái mạng đó luôn, mạng đó mình chơi hơi ẩu luôn em ơi. Đúng là xanh quá ảo tưởng sức mạnh rồi. Anh em nhớ chơi đừng có ảo tưởng sức mạnh khi mà mình xanh quá nha anh em. Ok, được rồi, hãy đợi đấy bạn ạ. Đây mình để Butterfly quá xanh luôn anh em ơi. Có thể là mình Sukiu không lại Butterfly luôn anh em ơi. Đúng rồi, không thể nào chơi lại nó rồi anh em ơi. Nó xanh quá rồi. Cái chất tướng á, Triệu Vân đi rừng thì nó còn á, mạnh, còn á, Triệu Vân mình đi top nó cũng giảm bớt lượng sát thương rồi, xong luôn. Nếu cái cú đó mình có cái anti là mình chơi lại nó nha anh em. Nhưng mà cú đó mình hết anti luôn rồi. Bạn ấy đứng đợi mình luôn, thiệt chứ. Quá là ẩu luôn. Chết hai mạng qua ngủ thiệt. Mình sẽ nhớ thù của Butterfly nha anh em. Có hay Valentino đi top mà không đi top mà lại là Butter đi top nữa. Vậy là hai con đấu sĩ có một con đi mid nha anh em. Ok được rồi, mình thù này mình sẽ trả anh em ạ. Con Butter chơi cũng khá là tốt luôn nè. Luôn cả con Joker chơi cũng rất là tốt luôn, 402 rồi. Team mình fit khá là nhiều luôn nên là team bạn xanh quá. Rất là khó cho trận này luôn nha anh em. Triệu Vân là chất tướng late game nên là mình cố gắng farm thôi. Giờ chơi không lại thì cuối game mình cũng không nhé thằng nào đâu nha anh em. Triệu Vân thật sự nếu mà late game là solo 1-1 thì Triệu Vân cân hết anh em à. Nên cố gắng cứ farm thôi, farm và farm thôi. Quá đông quá nguy hiểm anh em ơi. Những pha như vậy thì mình bay vô mình một mình sẽ mở combat xong rồi mình chạy. Nếu mà không mở combat được xem, mà nếu có người mở combat thì mình đợi nó bớt máu rồi mình sẽ dùng hết combo để mình canh con nào hết máu mình kết liễu nó nha anh em. Chín 14 cho team mình nè. Team mình chết nhiều quá anh em ạ. Còn mất trụ nó. Bao nhiêu máu này chơi nó luôn nha anh em. Để cho anh em thấy được cái độ mà sát thương khi mà Triệu Quân Sukiu với Valentino. Chỉ cần 1/3 ống máu, hơn 1/3 ống máu xíu thôi là mình có thể cân nguyên cây con Valentino nguyên cây máu luôn nha anh em. Okay, mình cố gắng đẩy lính cao lên nè, vừa farm tranh thủ farm để lấy vàng vừa rồi xong nữa rồi. Nãy giờ mình chết với tay Butterfly không luôn anh em ơi. Butterfly này được rồi, thù này ta sẽ trả, rất khó chịu luôn nha anh em. Bốn bốn một rồi,
rồi Valentino kết lúc kết thúc ngay đây mình luôn. 1-5 đường rồng mình rất là yếu luôn em ơi, hai bạn đường rồng rất là yếu luôn, tiếp cho tem bạn nhiều quá, rất là khó chịu luôn em ơi. Anh em nếu mà coi tới đây, anh em nào mà thấy video mình hay hoặc thú vị, anh em nhớ hãy cho mình ủng hộ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cho kênh mình mau chóng phát triển nha anh em. Trời ơi, mạng nó cũng chết luôn. Game này mình chơi chết khá là nhiều luôn em ơi. Chơi chết nhiều quá. Món tiếp theo mình sẽ lên cây phức hợp kiếm nha anh em, để mình có lượng đam đánh thường với lại mình tăng được một ít máu để mình tồn tại dưới giao tranh anh em ơi. Tem bạn ép tem mình khá là gắt luôn anh em ơi. Mình cố gắng lên được cây phức hợp kiếm nữa, mình sẽ lên thêm một món thủ nữa để tồn tại dưới giao tranh nha anh em. Chắc tiếp theo mình sẽ lên cái phiên thức truyền quá. Phiên thức truyền mình sẽ có giảm tốc đánh, giảm tốc chạy lại của đối phương lại nha, và kèm thêm một lượng máu nhất định. Mình thấy thì cái độ đam như thế này để kết liễu đối phương này cũng khá là ok rồi, nên là mình quyết định lên một món đó thủ để mình thủ lại nghe bớt nha anh em. Rồi xong, game này mình chơi chết khá là nhiều luôn em ơi. Bạn rít nắc thì đi trên đó, tem mình giao tranh với đây, bạn rít nắc đi lẻ xa quá, để lẻ xa quá không hỗ trợ tem nổi. Không 48 mà các bê mình hơi dở luôn rồi. AD nó 716 rồi, AD nó chơi khá là tốt luôn em. Đó là một lợi thế cho team mình anh em ơi, hai mạng rồi. Nếu được thì mình sẽ lên kết liễu con Joker lại anh em ơi. Nếu không được thì mình kết liễu luôn con HP nó luôn anh em ơi. Một bổ chết luôn anh em. Butterfly một bổ chết luôn. Ok, hai bạn cho mình rồi. Đây mình đang thắng thế rồi, mình cố gắng mình đẩy con bùa xanh này rồi xong mình đẩy luôn nha anh em. Chia nhau đẩy anh em ơi. Xua kêu không? Xua kêu không bạn? Xua kêu không? Xua kêu không? Khá là khó chịu luôn anh em ơi. Mình cứ ngỡ là mạng đó nó sẽ chết mà mình không chết luôn, mà hay ngờ nó đủ đam giết mình luôn anh em ơi. Nó cũng lên thủ không à, cũng khá là trâu luôn. Nếu cái đó mà mình đi rừng là mình nóc ao nó rồi, tại mình đi top nên nó khá là yếu luôn em. Xong món cuối mình sẽ lên cây nanh phe nha anh em. Mình lên một cây nanh phe để tăng cái độ sốc sát thương cho nó thêm cho mình. Lượng đam này còn để Valentino kết liễu mình được, mình sẽ lên một món sốc sát thương nữa cho nó chết trong một combo luôn nha. Ok, tem địch chết 4, tem mình chưa chết mạng nào luôn. Ok, nó hồi sinh một người rồi, còn 4 người. Mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video nè. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.